Khi mùa mưa về sang phố cũ chập trùng, nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng. Em về gọi chiều hôm câu hát còn thơm, chút hương tàn úa, chút đêm tàn phai trăng đầu non. Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời, khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi, vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Ngày vui nắng hồng lên khẽ khẽ gọi tên. Ngày mấy bữa nay ta bệnh quá thành ra chút tiếng sao ngồi đây vẫn ngon ngon vẫn ngon như ngày nào. Ơi trời ơi, giờ lạc vui hả? Mưa quá, mưa nhưng mà cũng được, cảm động, cảm động. Nó làm khéo. Dạ vâng. Linh nó làm, nó tổ chức tốt quá, đẹp luôn nhỉ. Để chúc xuống nha, trên dưới lên con, cái bút. Con ước mơ còn chưa có một cái đĩa than đẹp như này đâu nhá chú nhá. Chưa, anh Chí còn chưa làm cho con nữa. Con có hát cho chú mà. Đấy, có, dạ. Bài chút tàn phai. Chắc là chú phải ra phải vài cái nữa, chỗ này mới có 9 bài. 9 bài chưa đủ. Nếu mà bài để ra đĩa thì nhiều, còn dư. Nhưng mà mình làm đĩa than nếu thì hát gần thì, hết rồi còn gì nữa. Thì cái style của đĩa than nó cũng phải chọn bài, nó cũng nó hơi mộc để nghe, hơi để nghe chứ không phải để nhìn. Ở ngoài trời hát live khác, ngoài hát thu audio khác, hát trong đĩa than mình đúng rồi, giảm phải cái tông đi à. Nên là ví dụ mình là... hát đang tông đô thì mình hát thành tông si, giảm xuống nửa tông đúng rồi, tại vì là nghe đó, cho nó dễ chịu chú. Chứ không là bị mệt. Với lại phải theo cái phong cách mới bây giờ là tối giản rồi. Hôm nay chú cháu mình talk show, storyteller. Khi mà cháu đến đây là họ đưa cháu một cái tập câu hỏi mà cháu thực sự là cháu cũng chưa xem qua. Nhưng mà chú cháu mình sẽ trả lời những cái câu trên này. Có gì Hiếu trả lời luôn. Câu đầu tiên là mình âm nhạc sinh ra từ bộ phận nào trên cơ thể? Trang cũng khó gớm. Đấy. Chú đang nghĩ coi tay, chân, mũi, miệng cái nào nó phát ra âm. Bây giờ như chú cháu mình nghe là mình nghe đầu tiên là từ nó đến tai mình, nó đi và nó cảm nhận. Thế nhưng mà những em bé người ta không nói được. Thì khi mà người ta nghe nhạc nó thấy tay chân nó cử động, nó cũng mấp máy. Đúng rồi. Nó không thể sinh ra được, cơ thể mình sinh ra được âm nhạc đâu. Mà cơ thể mình nó tiếp thu. Nó tiếp thu âm nhạc rồi, không có cái gì dễ bằng đứa con nít đó, như con nói. Vì sao người ta bồng con á? Là bao giờ cái đầu của ta cũng nằm ở hướng trái. Rồi bởi vì gì? Cái lỗ tai của trẻ nó ép vô ngực, cái vô trái tim. Mà trái tim là cái nhịp gõ rất đều đặn. Cái đó gây cho nó giấc ngủ nó tới. Thành ra cái lỗ tai là cái bộ phận quan trọng nhất con người ta sử dụng đầu tiên. Hiểu thế giới. Như chú cháu mình thì sao? Một người là nhạc sĩ, một người ca sĩ thì chắc cũng vẫn thế rồi đúng không? Tức là nó không đẻ ra được cái âm nhạc gì hết mà nó đón nhận. Ví dụ nghe mùa xuân, con nghe cái gió mùa xuân, con hửi được cái hương hoa của mùa xuân thì con cảm được đó là mùa xuân. Cái đó là không có âm nhạc nào mà có thể đạt tới đỉnh đó hết. Đấy, con người mà cái lỗ tai, tức là cái thất khiếu của người ta nó đón nhận cuộc đời như thế nào thì nó sẽ ra như thế. Thì cái cảm giác đầu tiên khi con người mà chấp đón nhận thế giới như thế nào, chú nghĩ nó hình thành ra cái tính cách của con người về sau. Câu thứ hai, điều gì làm nên một bản tình ca đẹp?
nói trên góc độ ca sĩ trước đi, con hát bài đầu tiên là con phải thích cái bài hát đó, mình nghe cái giai điệu mình thấy nó rất là vào tai mình, sau đó tiếp đến là đến cái ca từ. Đúng rồi, cái ca từ con nghĩ là nó rất là quan trọng luôn, vì có những bài giai điệu rất đẹp nhưng mà ca từ nó hơi lạc lạc đi một tí thôi là mình đã thấy khó hát rồi. Là con cũng học đàn piano từ nhỏ, mình thích cái những cái giai điệu và mình thích cái bảng hòa âm. Đối với con là một cái điều quan trọng thứ ba là cái phần hòa âm. Nếu cái phần hòa âm mà nó không hay và nó không đúng thì chắc chắn là cái bài hát nó sẽ không được trọn vẹn hoàn thiện. Ngoài cái giai điệu đẹp này, cái ca từ đẹp rồi, cái bản hòa âm đẹp thì nó được vang, con nghĩ là nó được vang lên trong một cái không gian đẹp. Mà không gian đẹp ở đây là gì? Không gian mình có cái cảm xúc. Giống như con với chú ngồi đây, nhiều khi con thấy, nhiều khi bây giờ con hát bài của chú còn hay hơn là mình hát trước 1000 khán giả. Nhưng mà người ta đang ngồi ăn, người ta đang ngồi nhậu 1, 2, 3 thì nó cũng khác. Và cơn mưa tới mát tâm hồn, anh sẽ đứng bên nó cửa nhỏ. Ngoài trời mưa rất nhiều, chờ dấu chân nào. Đối với người sáng tác thì cái yếu tố cần thiết nhất ấy, đầu tiên để có một bài tình ca đẹp thì bạn phải có một cái mối tình đẹp hết đã. Bạn phải nghĩ tới một cái chuyện gì rất là đẹp đẽ. Tức là khi mà bạn cáu gắt hay là bạn cái gì đó hời hợt thì làm sao viết tình ca. Nó là cái cảm nhận, cảm nhận trực quan của mình. Cái một mối tình đẹp không có nghĩa là mình với một cô nào đó không có nghĩa là cô ấy yêu mình hay là mình yêu cô đó suốt đời, nhưng mà đã có những cảm giác tình cảm nó phải có thiệt. Vâng, đúng rồi. Mà anh viết được thiệt. Vâng. Chứ đừng có nâng cấp nó lên thành cái gì cao vời thì nó lại không thật. Nó không thật thì không bao giờ con có bản đúng tình thế, ca đẹp. Tại vì lúc mà con chú cho con nghe cái bài Phú Mùa Đông đầu tiên ấy, chưa có ai thu hết. Lúc mình nghe cái ca từ đấy mà thực ra chú đâu lúc đấy chú đâu có nói con là chú viết bài này đâu. Nhưng tự nhiên mình nghe xong mình cảm giác cái không gian này, không khí này nó giống là ở Đà Lạt. Tiếng piano lên là cảm giác mình đang cầm cái dù trời mưa nhá. Mình đi lững thững trên một con dốc nhỏ, mình đợi một cái cô gái nào đó. Phố bên đồi đừng chờ em tới. Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi. Tiếng em cười nói quanh đời thôi. Đầu tiên là phải có một cái chuyện trong đó cái đã. Cái chuyện đó rồi anh con mới dệt cái chuyện đó thành cái lời ca. Rồi sau đó cái lời ca nó lại có, nó được một cái tính văn học nữa thì nó càng tốt. Bình thường sáng tác thì chú viết lời trước hay chú viết giai điệu trước? Khi này khi khác. Có khi thì chú nghiền ngẫm ra một cái giai điệu chú thích lắm. Thì chú viết giai điệu trước. Rồi chú mới tưởng tượng một cái câu chuyện trên giai điệu đó. Nhưng có những khi chú có những cái lời lẩm nhẩm trong miệng, những cái lời nó rất vần, nó rất hay. Thì sau đó thì... Xong mình đặt. Đại khái lúc này lúc khác. Con nghĩ rất là khó. Chú quá giỏi vì chú viết lên những cái bài hát như thế. Tại vì nhiều khi con có thể hát cả trăm, vài trăm bài hát. Nhưng mà để mà tạo nên một cái giai điệu và tạo nên một cái lời cho mình ấy, con nghĩ là rất là khó. Con phải vừa là một cái người rất là từng trải, một người rất là giỏi về cái âm nhạc và rất là hiểu những cái ngôn ngữ về âm nhạc, cái cơ thể của mình muốn cái gì để mình tạo nên. Tôi đã rời xa núi đồi, sẽ mang theo hương đêm ngày cũ. Lời tôi hát đôi núi chập trùng, có đôi khi nhớ thiên đường xưa. Cái yếu tố mà bài hát nó có thể thọ dài ấy. Thứ nhất là cái cảm thức của người nghe, cái của người ta nghe những cái lời đó, nghe cái bài hát đó. Đương nhiên nó đương đại rồi. Nhưng mà trong cái bài hát đó, khi con hát lên con tìm được cái quá khứ. Và cái bài hát đó nó phải có một cái hướng, nó cho người ta một cái con đường nhìn tới tương lai. Cuối cùng là nó vừa, người ta gọi là easy listening, easy remembering. Tức là vừa dễ nghe và vừa dễ nhớ nữa.
Bây giờ mình tiếp theo. Câu này cũng câu có nghĩa là con nghĩ là chú sẽ chú sợ chết khiếp. Âm nhạc xoa dịu những đớn đau. Vậy những điều đớn đau nhất trên con đường âm nhạc của nhạc sĩ và ca sĩ là gì? Chú thì chú không biết, nhưng mà chú nghĩ là âm nhạc chưa bao giờ đem tới cho chú một cái nỗi đau đớn nào hết. Con cũng nghĩ thế. Nó xoa dịu thì có. Con bạn gái là tự nhiên nó rùng rùng nó bỏ mình đi thì buồn chết gất đi. Thì thay vì đi tự tử thì con kiếm một bài nào đó hát. Làm cái tinh thần nhẹ nhàng, mình nó trôi liền. Nghe bài Yesterday phát là ok ngay. Okay. Đúng không chú? Xoa dịu. Âm nhạc xoa dịu những nỗi đau. Thực ra điều đau đớn trên con đường âm nhạc chắc là nhiều khi mình cái bài hát đấy nó dính tới vấn đề gì, có thể chính trị, xã hội. À không, cái đó hay, là khác. Đúng không ạ? Nó cũng không đớn đau. Tại vì anh chọn mà. À vâng. Anh chọn, anh biểu cảm điều đó. Tôi chọn, tôi phản kháng bằng cách này, cách khác, cách kia. Vâng. Thì tôi chịu trách nhiệm về chuyện đó, thế không phải đớn đau. Âm nhạc là một cái liều thuốc. Đúng rồi. Gọi là chữa lành những vết thương. Đúng rồi. Xoa dịu. Âm nhạc chưa bao giờ phản bội con người. Vâng. Mà trong đời nào người ta cũng phải dùng âm nhạc. Đã bao giờ có cảm giác âm nhạc rời bỏ mình chưa? Mình đã nói là sẽ không bao giờ. Không bao giờ. Cái âm nhạc, mình đã yêu âm nhạc rồi thì mình yêu đến chết. Mình ngay cả anh không biết nói, tức là anh bị câm, anh vẫn yêu âm nhạc. Dạ vâng. Tình mình đã xa qua, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin, một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Giữa lúc giông tố, cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau ngời sáng. Có em trong đời với anh, nơi anh bình yên. Câu tiếp theo là bây giờ bài hát đầu tiên và bài hát mới nhất cách nhau bao nhiêu năm và điểm giống và khác nhau. Cái bài mà chú bắt đầu viết là khoảng năm 80. Là bây giờ khoảng tầm 40 năm, 42 nhưng mà năm. Chú đã viết từ hồi học trường nhạc á. À, là 17, 18 tuổi chú viết mấy bài đó thì vứt đi. Chú không còn nhớ, chú đã biết bài nào bài đầu tiên. Cái bài chót hết á thì chưa. Chắc cũng còn đang lâm le nữa. Nhưng mà chú thấy giống với khác nhau có gì không? Càng già thì nó càng... nó còn đậm vị hơn, tính triết nó lên cao hơn. Giống như một vài bài gần đây ấy. Ừ. Chẳng hạn như bài Sông Khuya hay là những bài cũ ấy, nó có cái độ có tĩnh. Nó tĩnh hơn. Tĩnh hơn nhưng mà cái điều đó không chắc là người ta có thích nhiều hơn không. Vâng. Tại vì muốn người ta thích thì mình cũng ép người ta xuống 70 tuổi cỡ mình á. Có khi người ta thích. Chú viết đậm vị hơn là từ hồi khi mà em chú nó mất, Bảo Phúc mất á. Vâng. Thì con người mình tự nhiên nó tỉnh lại, nó động lại. Vâng. Thì cái suy nghĩ khác. Vâng. Cái suy nghĩ khác thì cái giai điệu nó đẻ ra sẽ khác, cái lời nó ra sẽ khác. Chỉ phù hợp cho những cái người mà tĩnh tâm. Vâng. Cái thời đại nào, trong cái không gian nào, mình vẫn có những cái khán giả họ chậm lại một chút. Tất nhiên không? Họ tĩnh lại và họ cần những âm nhạc như vậy. Tại khán giả của chú là nếu mà tính ra là từ 12 tuổi lên tới 80 tuổi. Vâng. Thì giống như siêu thị nhiều ngăn. Vâng. Mua ngăn này ngăn. Thì giống như vậy. Lúc con hát bài đầu tiên của chú lúc ấy con 19 tuổi. Đúng rồi. Vâng. 2003 thì là thu bài Giờ Giấu Yêu Về. Hồi đấy ở bên phòng thu chỗ TKD. TKD à, rồi bài Chút Tàn Phai. Chút Tàn Phai. Rồi bài Về Với Em. Về Với Anh. Rồi bài Một Ngày Mùa Đông. Là bài Phố Mùa Đông nhiều lắm. 2004. Năm đó là anh chưa dám nói nữa. Anh chưa dám nói là bài chưa thích. Anh chưa hát nói. Bài chưa thích. Vâng. Bài đấy có một con hát đấy, xong sau có anh Lam Trường hát lại. Thành phố lung linh hoa nắng. Sao em chưa muốn tới vì anh chưa dám nói. Chuyện đôi lứa thôi. Lại đây gần anh nhẹ cầm đôi bàn tay. Hạnh phúc bên ta mãi mãi. Khát trắng vẫn lấp lánh dấu chân em ngày ấy. Sóng vẫn hát mãi
đâu biết bài cuối cùng của mình là được bao nhiêu năm đâu. Thế nhưng mà về cái âm nhạc thì nó vẫn giữ một cái chất rất là... Đối với con thì con nghĩ là cái signature nó không phải do mình làm ra đâu. Cái signature nó do cái con người, do cái chất, cái tính cách của mình tạo nên những cái bài hát đấy. Giống như con cầm nguyên cái bài tập của chú này, con dở ra ấy, là cái style kiểu bài nào con cũng thích. Vậy là chú thành công rồi đó. Chú nhớ là hồi xưa lúc mà con thu cái bài Chú Tàn Phai ấy, hồi đấy là trong phim Hàn Mặc Tử. Đúng rồi. Thì lúc đấy chú đang làm cái phim cho nhạc phim đấy. Im lặng chờ vầng trăng chia sớt một lời. Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời. Thơ ngập ngừng thương nhớ cơn bão ngoài khơi. Vẫn van xin đời, vẫn van xin người đừng phụ tôi. Mà hồi đấy thì con mới đi hát, chú đưa cho con hát bài đấy là thực sự là lúc đấy là kiểu rất là vinh hạnh, rất là kiểu sướng ấy. Chú là kiểu tượng đài và một trong những người mà kiểu con rất là ngưỡng mộ. Tại vì hồi xưa lúc mà mới bắt đầu đi hát ấy thì mình chưa có định hình mình cái giọng hát mình nó như thế nào cả. Chỉ nhớ là khi mà bà thu thử cho chú thì chú bảo hát được thì chú đưa cho con hát bài đấy. Và rất là nhiều người thích cái bài Chú Tàn Phai đấy. Mới gần đây nhất là chú ra cái đĩa than nơi bình yên đấy. Thế thì lúc mà anh Chí có hỏi con là chọn bài nào để hát. Thì thực ra là con có rất là nhiều bài con thích. Bài Giấc Mơ Tuyệt Vời này, bài Dấu Vết này, bài Dường Như này. Thế nhưng mà con vẫn chọn cái bài Chút Tàn Phai. Kỷ niệm. Cái bản này thì thực sự là con hát cũng khác lúc trước. Lúc trước thì con hát có cái gì nó nắn nót hơn, sạch sẽ nhất, tốt nhất. Để về con hát cho chú mà. Còn cái bài này là con hát theo cái cảm xúc của con sau kiểu gần 20 năm. Ngày vui khi nắng hồng lên khẽ khẽ gọi tên. Ngày mưa giông gió tàn khơi ngơ ngác tìm em. Tìm lại đóa phù tàng, tìm giọng hát thiên đường. Một đời tôi đi mãi theo vầng trăng khuya. Cái thời điểm bây giờ ấy, mình chững chạc hơn. Mình trải nghiệm cái đời sống nó cũng vừa đủ vừa vặn. Là tiệm cận cái lúc mà chú sáng tác cái bài hát này. Đúng. Cái tuổi của con bây giờ thành ra là có những cái cảm xúc mà lúc đó mình hát là chỉ theo dạng như là nó nuột nà thôi. Chứ nó chưa đem lại cái sâu sắc. Và khi mình thu đĩa than nó khó lắm. Có những hôm mà con đến phòng thu mà con cảm thấy không được phát là con đi về ngay. Thành ra là hôm đấy thực sự là chỉ thu đúng 3 lần. Và trong đó 3 lần đấy là mình một lần đầu tiên mình đã biết là mình sẽ lấy được rồi. Mình chỉ thu 2 lần backup vậy thôi. Chính vì thế con nghĩ là cái cảm xúc của cái đĩa than nó sẽ khác. Và cái thời điểm bây giờ ấy, mình chững chạc hơn. Nhưng mà chú vẫn thích cái giọng con ngày xưa. Hồi xưa chú đặt tên cái giọng hát con này, đặt tên trong phòng thu. Nó là giọng hát công tử. Chết tên luôn đấy ạ, công tử. Chết. Nhạc tình. Chú đặt đó, cái hình dạng của cái giọng hát nó ra liền. Một cậu thanh niên Hà Thành no đủ rồi đi chơi rồi bao nhiêu một cậu công tử, cái cách hát cũng là cách hát của cậu công tử, tức là nó không có chút xíu nào mà ẩn ý đồ gì trong đó. Nó hát như là một lời nói chuyện người yêu á, nó thì thào người ta dễ nghe vô cùng. Đó cũng là một trường phái. Thì bên hải ngoại thì có cô Ngọc Lan á, ngày xưa con nghe bài cô đó hát thì con có cảm giác như có một người phụ nữ người ta thủ tí bên tai ngồi cạnh mình. Con thích cả anh Tú nữa. Anh Tú đấy. Hay có anh Tú thì tính điêu luyện cho nên hát hay đấy. Còn anh của anh Tú là Tú Ngọc á. Thì là cổng trên lưng cả một cái di sản hát mà của ca sĩ miền Bắc hồi đó. Phố sương mù, phố chưa lên đèn, núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ. Từng dốc phố quấn quanh núi đồi, vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi. Những giọng ca người ta không phải là công tử, mà những giọng ca
trưởng giả. Thì hồi đó rất nhiều giọng ca trưởng giả như vậy, ví dụ như là đứng đứng đầu của giọng đó, đó là chú Anh Ngọc, chú Mai Trường. Thì những cái giọng đó sang cảm, giọng người ta gọi là giọng con nhà giàu á, hát sang trọng lắm, những cái giọng đó là kinh khủng đó. Sau này là có một người còn sót lại mới mất sau này là giọng ca của chú gì, chú Ngọc Bảo. À vâng, tài tử Ngọc Bảo. Tài tử, đúng rồi, con nhớ là chữ tài tử. Tài tử Ngọc Bảo thì đó là những cái lớp ván mà tinh hoa của văn hóa Hà Thành hồi xưa đó. Vâng. Giọng ca sang cảm. Thì người mà nối cái trường phái đó và làm duy trì cái giọng ca sang cảm đó là Tuấn Ngọc. Vâng. Còn phong cách của tụi con là trẻ hơn. Vâng. Trẻ hơn, tức là nhún nhảy hơn. Vâng. Nhưng mà mỗi lần đi chơi riêng với anh Tuấn Ngọc ấy, lúc nào cũng nói với cả con là tôi bảo Hiếu nhá, Hiếu thì còn trẻ, Hiếu cứ hát mấy bài nhạc trẻ thôi. Chứ bây giờ đến lúc mà có tuổi như tôi không muốn hát trẻ có được hát được đâu. Còn khi nào mà Hiếu lớn, khi nào Hiếu già bằng tôi thì lúc ấy hát nhạc xưa thoải mái. Còn bây giờ còn trẻ cứ hát nhạc trẻ đi. Anh vui tính lắm, hai anh em cứ đi lang thang cái thời vài năm trước, lúc nào cũng đi ngoài Hà Nội. Bài Mr. Robinson cũng hay. Nếu là Bảo Trấn thì Lê Hiếu sẽ viết thêm những gì? Và nếu là Lê Hiếu thì Bảo Trấn sẽ chọn gì để hát? Nếu mà con là chú á, tất nhiên nó sẽ khác, nhưng mà con sẽ dừng ở cái thời kỳ đẹp nhất. Con nghĩ là nó vừa vặn, vừa đủ gọi là trải nghiệm trong cuộc sống. Thực ra con thích những cái style bài như kiểu bài Giấc Mơ Tuyệt Vời. Nó vừa có cái hoài niệm, nó vừa có cái tình yêu trong đấy, nó vừa có cái câu chuyện ở trong đấy. Trong những lúc mình buồn, mình nghe những nhạc buồn cũng được, mà trong lúc mình mà vui, mình vẫn thích nghe những cái bài hát nó kiểu romantic. Nếu mà con là chú thì con sẽ viết những cái bài hát như thế. Nếu mà chú là con thì bây giờ chú sẽ chọn bài gì để hát? Thì cũng vậy, chú sẽ chọn Giấc Mơ Tuyệt Vời. Bài đấy thì chú hồi xưa chú biết là cái câu chuyện nó như nào ạ? Chú coi một cái phim à. Rồi chú cảm động à. Cái thời gian đẹp nhất là thời gian con người ta yêu nhau, đúng không? Yêu nhau thì nó đẹp lắm. Mọi cái tử tế, mọi cái nghĩa là đẹp đẽ nhất là người ta trao cho nhau. Nhưng mà nếu chẳng may mối tình đó nó dang dở thì ít có người nào thanh thản mà nhìn nó một cách thấu đáo. Thường thường là người ta hay nguyền rủa nhau lắm, hay trách móc Ví dụ như là đàn bà người ta nói trời ơi tôi bỏ được chả, tôi mừng thấy mẹ. Người đàn ông nhiều người ông vậy, trời ơi sao bỏ được nhỏ đó mày biết không, trong cúng một con heo đã khác nữa. Chi vậy? Tại sao nghĩ tới cái lúc mà họ bên nhau nó đẹp biết bao nhiêu.
những cái điều tốt đẹp nhất, những cái lời nói dịu dàng nhất, dễ yêu nhất người ta dành cho nhau. Thì khi không còn nữa thì cái lời đó nó đâu có trôi đi theo gió đâu. Nó vẫn còn. Hãy nghĩ tới cái đó hơn là nghĩ những cái oán hờn trách móc. Con người mà nó từng trải mà nó rộng lượng á, và nó đối xử với nhau cách hay lắm. Thì khi mà không còn xấu nhau nữa thì đâu có phải trái đất này nữa, nó tan nát đâu. Nhưng mà hồi trẻ nhiều người hay nghĩ thế. Hoặc thậm chí không cần trẻ mà họ không có đủ trải nghiệm cuộc sống họ cũng hay nghĩ thế. Nên là cái câu này nó có nhiều cái rất là cảm động. Thế nhé, xa nhau có buồn, nếu có chia ly suốt đời, đừng quên giấc mơ tuyệt vời. Đó, giấc mơ tuyệt vời là khi mình còn ở bên nhau, nói những điều tử tế, dành cho nhau những cái chăm sóc. Đó là những kỷ niệm đẹp, nghĩ tới cái đó đi. Thế nhé, xa nhau có buồn, mà lòng anh chưa dám nói. Nếu có chia ly suốt đời, đừng quên giấc mơ tuyệt vời. Đừng quên giấc mơ tuyệt vời. Được rồi, giờ hát là chín hơn ngày xưa. Hồi xưa là chưa có, là mình thích thôi, nhưng mà nghĩ là hát nó sẽ chưa được. Chưa hiểu hết hầu hết các bài hát của Chúa. Ví dụ như nó thất tình hay gì đó thì Chúa không có chọn cái gào thét tấu xé được. Tức là cái buồn của Chúa nó nhẹ nhàng. Nói chung là đừng có tách mình khỏi cái tánh đàn ông. Than vãn nhưng mà không có kêu gào. Chia tay nhau cái, rồi. Cái cách hát của con chọn nó cũng như thế đó. Đó, đúng rồi. Bởi vì hồi xưa ta đặt công tử là mày á. Thời kỳ hoàng kim nhất trong sự nghiệp đến thời điểm này? Là chắc trong thập niên 90 tới 2000. Sau đó mới bỏ đi đàn hàng đêm ở vũ trường. Thời kỳ đó là thời kỳ tương đối chính. Các loạt bài hay là nó nằm ở khoảng khung thời gian. Lúc đấy quá trời bài hay. Từ khi quên em, anh đã biến bơi rồi. Vì những lúc thoáng em cười. Ở đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe bóng xa tiếng mưa phùn rơi. Suốt đêm này, bài hát cho ngày mai. Xin em hát lên bài ca tiếng hát, khúc ca của những đêm hè. Thời Thu Lượm là từ 80-90 là chú đi đàn. Vâng. Chú quan sát bài hát có nhiều đàn anh lắm. Vâng. Nhạc công chơi hàng đêm á. Dạ. Là họ có một cái chỗ để mà họ quan sát bài hát. Ví dụ lâu lâu chú đợi nó trời giá này, cái chỗ này nó đổi qua cái chỗ này chút xíu. Dạ. Nó thêm cái lời này chút xíu. Dạ. Thì nó sẽ hay hơn. Dạ. Cái đó, tất cả những cái đó nó thành cái kinh nghiệm của chú. Để sau, cái thập niên sau là chú viết ra là chú tránh được.
Đúng là cũng phải thắc mắc hỏi chú Trấn thật. Tại vì ngồi với chú Trấn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà câu này có ghi là phải yêu cuồng dại mới có tình ca, khi bình yên quá liệu tình ca sẽ nhạt nhòa. Con thấy cũng có vẻ đúng. Một vài người con biết có cũng tùy, có những sáng tác của nhiều nhạc sĩ như những người bạn của mình, anh Đức Chí hay là những cái người mình biết, anh Thái Thịnh hay nọ, có những người yêu rất nhiều và có những người tưởng tượng trong tình yêu rất nhiều để tạo nên ca khúc. Thì giống như con nói với con hỏi chú, mình đâu cần phải yêu quá nhiều đâu, nhưng trong cái cảm xúc của mình, mình hình dung được cái câu chuyện tình yêu nó như thế nào. Con nghĩ là không phải yêu cuồng dại mới có tình ca. Con có đau khổ hay con có day dứt trong chuyện tình cảm, con hát vẫn nhẹ tênh như vậy. Cái bình yên ở đây thì khi mà mình cuộc sống mình bình yên quá liệu tình ca nó sẽ nhạt nhòa? Thực ra thì con nghĩ là không phải. Ví dụ khi con lập gia đình rồi, con có em bé rồi, con nghĩ con còn hát hay hơn ngày xưa. Vì cái cảm xúc của con nó còn trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Nó tràn ra mọi cái khía cạnh trong cái cảm xúc của một cái bài hát để mà mình trải nghiệm, để mình hát. Trong cái tuổi thanh niên của mình á, tất nhiên là nhiều người yêu lắm, đúng không? Tất cả những người đó là những người có thể gây cảm xúc của mình nhiều đó. Có nhiều người thì quằn quại, nhưng mà chú đón nhận hết mấy cái đó. Thì khi viết một bài tình ca thì những cái hình bóng đó, nhiều hình bóng thế nên nó hiện về. Nó giống như là mùa đông mà mặt trời nó xé tan cái mây ra, nó lóe cho mình xuống, thì mình nhặt được cái cảm giác đó, nhặt được cảm xúc đó mình viết. Thành ra nó không có cái khuôn mặt chính thức nào ấy. Tất cả những cái mối tình nó trôi qua mình, nó đều thành những kỷ niệm. Mà đã là kỷ niệm thì nó đẹp lắm. Ví dụ như bài Chiếc Lá Vô Tình ấy, là rất là rõ. Đúng rồi. Tình tôi đã vàng chưa, em có buồn đâu tình tôi về. Mai có về buồn như ngọn gió thu, đông rồi sẽ qua muôn người bên trời. Thì bài đó là cái bài là chú tâm đắc, là bởi cái cách mà chú thể hiện đó. Chuyện mà bây giờ là chú 40 mấy 50, chú viết bài đó là những cái người quen chú, những mối tình là hồi 15 16 tuổi học trung học á, bây giờ nó về nó lóe trong đầu chú, ngồi nghĩ lại thì mình viết ra cái đó. Cho nên là con thấy cái lời đó là cái lời rất là cổ. Cái lời chú thích mai có về, tình anh đã vàng chưa. Người ta hình dung là cái lá nó vàng thì nó già. Nhưng không phải, vàng chưa tức là chín chưa. Thật sự là lúc đó tôi có yêu em thật hay không. Em có buồn đông tình tôi đầy. Em có buồn đông tình tôi đầy. Mai có về buồn như ngọn gió thu. Đông về sẽ qua xuân người bên trời. Chuyện buồn trôi qua vô tình gió con chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em âm thầm. Chờ mùa thu đi qua đây, gửi lại chút nắng ấm áp. Vô tình tôi để mất em lâu rồi. Chú là hay đưa cái cảm giác thời gian trong đó nó rõ ràng lắm. Nó có nhiều không gian, nhiều cái mùa trong đấy nữa. Đúng rồi. Chú nhớ là cái khung cảnh đó luôn á. Vâng. Cái nhà, cái cửa đấy, ví dụ như là chú là chú nhớ khung cảnh. Còn con là con tạo ra khung cảnh. Con hiện lên như chú vừa nói, con tự nhiên nó hiện lên trong cái khung cảnh đấy như thế. Là mình cảm nhận được. Rồi câu này tiếp theo là người đàn ông trong âm nhạc cần mạnh mẽ hay yếu đuối? Đó, hỏi con luôn đó. Thì thực sự là có những lúc mình rất yếu đuối. Vâng. Có những lúc thì mình lại rất mạnh mẽ. Nhưng mình yếu đuối ở đây mình không có bị ủy mị. Mình có thể mình gọi là mình dụng mình yếu lòng trong một cái phút giây nào đó trong cái bài hát. Giống như con hát cái bài Giấc Mơ Tuyệt Vời của chú vừa xong. Nó có những cái câu làm con xúc động, là con thu mình về, con thấy mình nó yếu đuối lại. Là thế nhé, xa nhau có buồn. Đấy thì mình thu mình lại. Nhưng mà nó lại có những cái lúc mà mạnh mẽ của cái người đàn ông. Sông vô cánh chim bay, em như cánh chim xa vời. Nghĩa là mọi thứ nó trôi qua nó rất là nhẹ nhàng. Nó nhìn lại câu chuyện cũ nó rất là đẹp đẽ, nó rất là tình cảm.
Nhưng đúng trong rồi. Cái bài hát đôi khi nó lóe lên một cái khoảnh khắc giống như kiểu chào tạm biệt nhau. Mình chối bỏ, mình nói mình không có đau đớn, không có yếu đuối. Cũng không đúng. Là sai. Đúng rồi. Nhưng mà có, đau đớn yếu đuối có. Đúng rồi. Nhưng phải là đàn ông. Đúng rồi, mình phải dừng ở một cái mức độ nào đó. Chứ mẹ tự nhiên là thất tình cái là buông giường nằm nguyên tháng, mặt xuống gối mà khó coi lắm. Thực ra âm nhạc thì nó đúng thật là nó quá rộng lớn, chứa nhiều cái cảm xúc trong đấy. Đúng thôi, mình không như... thể nào, con nghĩ là kể cả một người sắt đá người ta nghe một bản nhạc người ta cũng phải yếu lòng, nhiều khi người ta cũng phải rơi nước mắt. Đúng, còn, đúng vào hoàn cảnh người ta là người ta đánh trúng tim liền. Từ con tim cao khát nhớ, đêm nay em mơ giấc nồng, những giấc mơ của em thôi. Mùa đông bước ra ánh sao đêm, làm sao quên đôi mắt ấy. Đêm nay em mơ giấc nồng, những giấc mơ dịu em. Chú có nghe mấy nhạc trẻ thì bây giờ chú thấy cái nhạc sĩ trẻ nào mà chú viết thấy là chú thích? Sau này thì chú chưa nghe nhiều, nhưng mà chú có nghe loáng thoáng đâu đó thì chú nghĩ tốt mà đã biết tốt hướng đó là tốt. Con nghĩ là nhạc trẻ bây giờ thì có Phan Mạnh Quỳnh viết cũng hay này. Ừ, vậy bữa nào chú nghe. Vâng, Phan Mạnh Quỳnh viết thì nó có cái chất rất là tự sự. Ừ. Còn một người nữa là bạn là Hứa Kim Tuyển. Ừ. Thì con nghĩ cái bạn đấy viết nó có một cái e cũng rất là pop mà rất là style, nó có cái gợi nét của chú hồi xưa. Sau này thì chú không phải là không hợp, nhưng chú thấy không có nhu cầu. Dạ vâng. Cho nên bắt đầu chú nghe lại mấy cái đồ cũ. Dạ. Stranger on the Night hay là New York này, nghe cái đó thì nó hợp với tuổi chú. Đúng rồi ạ. Vâng. Điều đó không có nghĩa là nhạc mới nó dở, nhưng mà thực ra con cũng thế đấy, con vẫn phải nghe mấy cái nhạc cũ. Lâu lâu con vẫn update, con nghe nhạc mới. Nhưng mà ngược lại thì cái tỷ trọng mà mình nghe nhạc cũ nó vẫn chiếm 65%, 70%. Nhạc mới đó mà kiểu như thằng Serian nữa thì Serian hả? Thì chú nghe. Vâng. Chú thích. Dạ vâng, tại vì nó có cái chất thơ. Vừa rồi cái album bạn nó có một cái bài cũng hay lắm, King of the Queen ấy. Cái bài đấy cũng đúng bài nó thích nhất đấy. Thằng Hề và Nữ Hoàng. Đấy bài đấy đấy. Con và chú rất giống nhau ấy. Thế là cái nói thì nói quay về một điểm chung. Mà con cũng không phải là người nghe nhạc của bạn đấy nhiều. Con chỉ nghe được một vài bài thôi. Nhưng mà vô tình con nghe cái đĩa mới nhất thì đúng cái bài đấy con lại thích nhất. Mà đúng cái bài mà chú vừa nhắc là bài con phải nghe đi nghe lại liên tục. Tại vì cái giai điệu của nó có cái gì nó rất là thời như kiểu The Beatles chú nhỉ. Chính vì vậy chú con mới hợp. Đĩa quá đẹp, thiết kế quá sang. Sang quá. Con mà làm đĩa than con phải nhờ bạn này bạn thiết kế. Đúng, nhưng bạn này bây giờ bạn đắt xô lắm. Nói chung là nó văn minh. Vâng. Nhìn thấy văn minh. Đẹp rồi. Cái hình cũng đẹp nữa. Hình như hôm đấy bạn Tuấn chụp Leica này. Nó chụp hồi nào chú không biết, thành ra cái mặt nó mới ó đâm vậy. Cái sau lưng con thấy cái mấy cái bài cũ của chú mà nó giữ tới giờ này luôn á. Vâng. Dạ, mấy cái bản tổng phẩm của hồi xưa ông giữ kỹ lắm. Ừ, 22. Đấy con 1993 là chú kêu đi đâu. Vâng. Là mấy cái bản này của chú này. Hôm trước anh cho con đi. Nghe mà. Hôm trước anh cho nghe cho chị Mỹ Hạnh á, mà giờ đây em biết đó. Ừ. Quá hay. Hồi đó có hai thằng chú giữ lại tổng phẩm chú là nó với thằng Bảo Phúc. À, vâng. Lâu lâu con lại chạy qua con hỏi thăm chú một chút. Rồi, ok, cảm ơn con. Lâu lâu ha, thu bà phải chạy qua hỏi chú xem có câu chuyện như nào để mình về mình hát cho nó cho nó đúng. Khi nào con thu đi rồi thì chú sẽ tới. Chú chạy qua chơi. Nhá. Vâng. Bye bye chú. Ê, ok. Dạ. Bye.